Tiểu sử ca sĩ Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1972 tại Biên Hòa, Đồng Nai, là một hiện tượng trong làng ca nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Mạnh Quỳnh thường song ca với ca sĩ nổi tiếng Phi Nhung như Quỳnh, Hương Thủy, Thanh Đoan. Album phát hành gần nhất của Mạnh Quỳnh là Hoa Tím Bằng Lăng. Ca khúc thành công của anh là Vợ Tôi, Bến Sông Chờ, Viết Thư Tình, Vòng Nhẫn Cưới, Người Phu Kéo Mô Cao, Tình Nghèo Có Nhau. Tháng 9 năm 1992, Mạnh Quỳnh cùng mẹ sang Mỹ định cư. Trong gần 2 năm ở New York, Mạnh Quỳnh vừa đi làm ở hãng điện tử vừa học thêm Anh Văn vào buổi tối. Chỉ có hai mẹ con đùm bọc nhau nên Mạnh Quỳnh phải tạm thời dở dang việc học. Cuối cùng thì hai mẹ con quyết định rời tiểu bang Minnesota và đến sống tại thành phố Bouvilla cho đến nay. Tại đây, Mạnh Quỳnh ghi tên học ngành điện toán song song với việc học sáng tác, luyện thanh, guitar tại nhà do giáo sư người Mỹ hướng dẫn. Chỉ khoảng một năm sau, trong một lần hát giúp vui cho đám cưới, Mạnh Quỳnh đã được sự khuyến khích của bạn bè và anh thu một số nhạc phẩm gửi sang Trung tâm Người Đẹp Bình Dương. Giám đốc trung tâm này đã mời anh ký hợp đồng ngay sau đó và anh đã chính thức bước vào con đường ca hát. Từ những năm 97, Mạnh Quỳnh bắt đầu được xuất hiện nhiều hơn trên những chương trình video do Trung tâm Tình thực hiện. Mạnh Quỳnh cho biết chỉ có một người bạn gái thân, đó là Phi Nhung, cũng là người nữ ca sĩ được nhiều người mến mộ qua hàng loạt các nhạc phẩm trình bày cùng Mạnh Quỳnh. Cả hai vẫn thường đi lưu diễn chung và tỏ ra rất an ý trong những nhạc phẩm song ca. Do là người khá kín tiếng trong chuyện cá nhân, vì thế ít ai biết được Mạnh Quỳnh đã có vợ và hai con ở Mỹ. Bà xã của Mạnh Quỳnh tên là Cẩm Diệu, theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ, đang hoạt động trong lĩnh vực phân tích tài chính và rất ít khi xuất hiện cùng chồng. Được biết, Mạnh Quỳnh bén duyên với Cẩm Diệu nhờ sự mai mối của chính ca sĩ Phi Nhung. Bà xã Cẩm Diệu của ca sĩ Mạnh Quỳnh sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cùng tính cách hiền lành, ít nói. Dù không phải là khán giả hâm mộ giọng ca, Tình Nghèo Có Nhau và là người có lối sống khá hướng ngoại, song một lần được Phi Nhung rủ rê, Cẩm Diệu đã đến nghe Mạnh Quỳnh hát và khiến cho ca sĩ sinh năm 1972 mê mẩn nhan sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau thời gian dài tìm hiểu và yêu thương thì năm 2004, Mạnh Quỳnh và Cẩm Diệu đã nên duyên vợ chồng và chung sống êm ấm đến nay. Tuy là người nổi tiếng và hoạt động trong lĩnh vực khác với bà xã, song Mạnh Quỳnh không ngại san sẻ công việc với Cẩm Diệu, thậm chí anh còn là người nấu ăn giỏi, chăm sóc con rất khéo. Là người có tính cách hiền lành, ít nói, Cẩm Diệu cũng không bao giờ phàn nàn chuyện Mạnh Quỳnh đi diễn xa hay vướng vào tin đồn có mối quan hệ tình cảm với nữ đồng nghiệp. Trải qua hơn 10 năm gắn bó, cuộc hôn nhân kín tiếng nhưng hạnh phúc của Mạnh Quỳnh và Cẩm Diệu là niềm ao ước của nhiều nghệ sĩ ở thị trường hải ngoại. Hiện tại Mạnh Quỳnh và bà xã đã có hai cậu con trai. Dù bận rộn với công việc đang đeo đuổi, song vợ chồng Mạnh Quỳnh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để chăm sóc và vun đắp tổ ấm riêng của mình.